Yo, khỏe không tất cả anh em. Dũng Sơn Bài đây, chào mừng quay trở lại với Minecraft Dungeon. Và hôm nay anh em ta sẽ cùng tiến đến những màn chơi cuối cùng của Minecraft Dungeon và gặp gọi là con boss mạnh nhất. Đó chính là Pháp Sư Arcanlegger. Let's go boy. Ok, để chuẩn bị một xíu, sau đó chúng ta sẽ cùng đi màn này là màn thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mình éo biết là éo đêm luôn. Desert Temple, gọi là Tháp Sa Mạc. Thì đang thừa xí tiền phải không? Ngồi xoay luôn chứ mình chẳng biết làm gì. Ui, nó cứ toàn ra mấy cái cục cức này à. Bực thực sự luôn á. Ba ba, ui quá. Hết tiền luôn, làm phát hết tiền luôn này. Tao làm vũ khí đi. Chỗ này, cái chỗ này là không bao giờ nó ra đồ xịn luôn nha. Mất thề. Còn đồ gì đâu á. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã hướng dẫn mình cách sử dụng những vũ khí mà có sử dụng linh hồn. Ví dụ như là cái này này. Đấy, đấy này, mấy cái này là phải cần linh hồn thì mới sử dụng được. Mà muốn cần linh hồn chúng ta phải đeo vào. Sau đó chúng ta uyển quái là nó sẽ rơi ra linh hồn. Ok, let's go. Desert Temple, màn khó nhất nha. Hát mức độ 6, let's go boy. Woo. Deep within these halls awaits a powerful necromancer. The forgotten ruler of a nameless kingdom. Nameless kingdom. The necromancer wields an enchanted staff that holds the power to summon the undead. Oh. We must destroy it before the arch-illager can claim it in his tiny evil hands. But that would surely be the doom of us all. Oh. Sẽ tệ lắm đây. Có một necromancer nào đó ở trong này có nắm giữ được quyền lực gọi là triệu hồi tụi người xương, thì hội đội quân người xương. Đây là vùng đất nước không tên, Nameless Kingdom. Nghe ảo à? Thực sự đây là cây cung bá đạo nhất mà tôi từng nhặt được luôn các bác ạ. Mạnh vãi chướng luôn. Rồi, nâng cái này lên một điểm cuối cùng luôn này. Ui dồi ôi, ba cái cung nó mạnh thì đừng hỏi luôn ạ. Cây nọ chứ. Nọ thì đúng hơn. Đâu rồi, ra đây em. Ngày mới khỏe không? Rồi, let's go, đi nào. Xem chúng ta có gì đặc biệt ở đây. Wow, bắn một phát trăm mấy luôn kìa. Đúng một mũi thôi đó nha. Mạnh khiếp. Cái gì kìa? Oh, quái mới, ma sen. Blue gold này. Kinh chưa. Kinh chưa. Ui, nè. Đấy, nó rơi linh hồn ra này, nó rơi một đống này. Và để tôi xài thử xem này. Thử xài cái món đồ gọi là. Đây cái này. Mẹ. Ui sao. Ui đám nó yếu xìu luôn đó mấy thím à. Trời ơi cái đồ này quý bắp quá. Cầm cái này mệt hơn mà. Cái này thì thôi bá đạo luôn. Có bẫy nữa kìa. Vãi. Xin nữa đè chết tôi rồi. Đứng yên đấy. Đứng yên đấy. Mày triệu hồi đội quân gì? Đội quân gì vào đây cũng chết hết thôi. Find the gold key. Tìm chìa khóa vàng. Lại cái cửa này. Ma này. Bây giờ tôi mệt quá rồi các bác ạ. Mệt quá mức so với quy định rồi. Bật xuống. Ê, con đường kia này. Lên vé cầm khiêu này. Chỗ rồi, bên cổng vàng có gì? Nhìn quá. Toàn bẫy không? Ôi, what the. Ôi, chết kìa. Xin nữa là mày đi rồi bo ạ. Vãi. Ồ, không qua được các bác ạ. Cái chỗ này là sao nhỉ? Có chỗ nào để mình lăn qua đó được hết. Mà bay mất xác luôn vãi rồi. Chu heo con. Ê ở bàn đôn. Ê ê kiếm mới kìa. Ui mày này, Slenderman một phát chết luôn. Có vũ khí mới. Thử này. Kiếm gì buồn cười vậy trời. Chọc vậy hả? What? Cái bừa vết nồi.
Trời ơi các bác biết sao không? Cái mũi tên mà bắn pháo hoa của tôi này, đây cái này này. Phải nói là cực mạnh luôn á, mà kết hợp với cái cung 5 mũi tên của tôi nữa. Một sự kết hợp phải nói là cực kỳ là chất lượng. Ôi. Vãi. Mày chết này. Bam. Ôi. Ê, xin lỗi bom. I'm so sorry. Ném luôn boy, vãi. Đi về nơi xa lắm luôn rồi. Lại quái à? Nhào vô. Bây giờ mình éo sợ bố con thằng nào nữa các bác ạ. Mày ra bất cuối mới làm mình hơi sợ sợ thôi. Mạnh khiếp. Nhìn cái mê cung người tới. Chuẩn bị này, chuẩn bị này. Oh, shit. Triệu hồi ra đi, triệu hồi ra đi. Triệu hồi ra đây, triệu hồi ra đây. Triệu hồi ra nữa. Thấy chưa? À, đồng vách trường. Yeah. Lại để hết long bow rồi đến short bow. Gì vậy? Hả? Mày nhìn này đây. Hey 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 hey. Bố mày đứng sau lưng này. Hey. Hey. Đấy ạ. Đúng rồi. Nó còn đứng nhìn nữa các bác ạ. Fit the stop. Feature the stop là sao nhỉ? What the fuck? Cái gì đây? Oh. Khoan. Ủa nãy giờ chưa có âm nhạc à? Đây. Nameless one. Ôi, ôi, bị tí. Này, cho mày chết này. Cho mày chết này. Quá yếu đuối. Quá yếu đuối. Oh. Vận đội công nghiệp. Vận đội công nghiệp. Oh, what? Đúng đấy, đúng đấy. Đúng đấy. Rồi, đâu. Chết này, Rồi, sao dễ dữ vậy trời. Eternal Knife. Wow. What is this? Ui, chúng ta lục được hàng xịn đấy em ạ. Eternal Knife. Có rất là nhiều kỹ năng mạnh này. Toàn powerful đấy này. Là cắn nó em. Em đợi em xíu em hồi máu cái đã. Mẹ một mình bo chấp hết kìa. Kinh chưa? Chấp hết luôn. Ôi đi rồi đi rồi. Làm gì đây? Mày làm gì đây? Mày làm gì đây? Yeah. Hơi có hơi nhanh đúng vậy. Đậu phộng mạnh quá nó cũng có cái buồn. Trời đánh nhanh chứ. Nếu mà chỉ có đồ xịn. Rồi ôi, từ tên mâm xuyên đi. Sao như kiểu là à đây vẫn còn này. Ok. Rồi. Phải là mình đoán đúng rồi, chúng ta còn 3 màn. Là còn 2 cái này nữa. 2 block hack. Let's go. 2 block nha, ok. Mà có vũ khí gì đó mà mình chưa biết nữa này. 2-3 cái gì luôn. Ok, yo. Vẫn là màn khó nhất nha anh em. Let's go. Sao lại có rồng nữa? Ui, có khi nào? You've made it to the abhorrent abode of the Arch Illager. High Block Castle. The halls are crawling with soldiers and sorcerers, so keep your blade at the ready and your wits about you. Find the Grand Throne and confront the Arch Illager. À, tìm kiếm cái ghế của vua. Sau đó chúng ta sẽ đối mặt với Arch Illager. Oh, game hay vãi nồi bo à. Xem kinh nhận. Thế trong này, trong game này có cực kỳ ít gọi là mini boss. Lính thì quá nhiều luôn. Lâu lâu mới gặp một con mini boss. Ví dụ như là Evoker với lại là con golem nhỏ. Nhưng mà như vậy ít quá, được có hai loại à.
mày vật nội công này. Xong này, power bow. Ây da, ôi đau nha. Ui, bắt đầu thấy khó khăn rồi đó. Ồ, có mấy cái binh sĩ này tâu này. Xong chưa? Mệt lâu quá. Yo, destroy the... Wow, wow, I'm coming. Hey, ah, về nhở? Chậm chậm quá. Power bow. Cái gì? Phá phải phá mấy cái bàn à? À, phá tiệc mời tiệc mà éo có bố phải không? À, ăn tiệc không mời bố. À, đầu bếp, đây là đầu bếp. Bụt cười với nồi. Trước mặt rồi. Hòm này hòm gì đây này? Wow, nhiều hòm thế. Yeah. Ok. Hòm xịn này. Wow. Shit. Mày. Má, đục trên bao vây tôi rồi, tôi bị bao vây rồi. Bao vây bố nè, bao vây nè. Chơi không? Ok. Xem nào. Mage. Bữa. Rồi, đeo cái này vào ấn thử xem này. Bữa ơi. Cây chùy, cái này là cây chùy các bác ạ. Confront the arch illusion. What? What? Oh, đây rồi này. Quan. Sao nhiên vậy? Chưa, hình như chưa, chỉ là mới đến quân đội của thằng này thôi. Đau đấy nha. Đau đấy. Ây da. Đó là cứu bên vợ. Kỳ sĩ trâu dữ à. Trâu đó. Ok. Lại nữa kìa. Ném. Đúng rồi. Ui, phê nhờ. Mày này. Ném đây. Ê, ném nhầm rồi. Bắn này. Level up. Nice. Mấy rồi, level mấy, 29 rồi. Từ 30 là vừa đẹp luôn. Ôi. Tí chiến thắng. Ui. Mày. Ây, rồi you die rồi. Ây. Put you. Rồi, bây giờ đi kiếm này, đi kiếm nó này. Đuổi theo. Yo. Victory. Ôi chết mạng. Chạy về rampart rồi. You mustn't let him get away. Không có để hắn trốn thoát được. Gần nhiên rồi. Đang tới đây. Màn cuối cùng này các bác này. Let's go. À, sao con lama này nó có cái nhà rồi này. Ủa. Ồ. Cái gì đây? Summon lam. What? Hello Lada. Trời ơi, lâu ngày rồi nhỉ. Ui, bây giờ có Lada, có gà, có bò, có hết luôn. Let's go. Màn cuối này nè. Tới định rồi. Ui. Ồ, quả này chắc khó lắm đây. Ok, vẫn là màn khó nhất nha. Ui, chỉ cần cho bố mày thêm một vài các mũi tên nữa thôi. Bạn này là ít mũi tên quá luôn á.
The Arch Illager fled to the ramparts of Highblock Castle, but he can't have gotten far. Make haste and fight your way through to the highest tower. Tới đỉnh cao nhất. The Arch Illager and his reign of terror ends tonight. Phải kết thúc tối nay. Phải kết thúc tonight. Không nói nhiều. Ngon nhỉ. Ui mạnh phết. Tăng tốc độ đánh lên sướng thực sự. Yeah. Mày. Ui nãy chém nhỉ. Có đấy. Chém có 800 hả? Phải. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Wow, tôi mệt phải rồi. Holy shit. That's right. Mày chơi bố không? Ôi, bạn này tự dưng căng quá rồi. Này, anh em mình đang ở khu vực cực kỳ cao rồi á. Mây thì bay ở dưới này. Rồi, quán này là mày phải chết rồi con ạ. Arch Illager. Nhạc căng à, nhạc ghê quá. Mày. Thấy. Oh. What the. Úi giời ơi. Chém. Sợ quá. Bố lại sợ mày quá cơ. Đâu đây, đâu vậy? Arch Illager đâu? Thấy. Wow, đây là cái artifact mạnh nhất luôn á. Cái pháo này. Nhìn kìa, chém hết luôn. Vãi trường. Ôi, Wrestle Golem. Come on, bitch. Lại đây. Quá đơn giản, hit and run. Wow. What is this? Oh, good best. Rồi, vứt luôn. Vứt cái kiếm. Rồi anh em ạ, có vũ khí mới rồi. À, đồ lông đao. Shit. À không, quên, đây là ý thiên kiếm. Bây giờ tôi mới đích thực là một chiến binh này. Ai mang kiếm. Đúng y như tư thế của một chiến binh luôn. Bây giờ là ất ơ. À chưa uyến. Mày, evoke à, evoke đâu. You bitch. Evoke. Wow, cái kiếm. Mẹ thực sự. Bắn đầu bùi. Bắn này. Yeah. Chém đi. Cái gì đây? Ôi, các bác ạ, bên chỗ này có đồ này. Nhưng mà không vô được. Ấy. Sao ấn cái gì? Có cái ấn gì vào đây không? Có đồ trong kìa, có hai hòm luôn. Không làm gì được hết các bác ạ. Mẹ con đồ trong mà không lấy được, nó cay chứ. Lại golem à? Mày golem này chém một phát 600. Vai thật. Xem bên này có gì hot này. Ôi, đông thế. Nhào vô. Hey. Level up, nicer. Ôi. Cái gì đây? Từ thôi. Mà suýt nữa thì hẹo luôn rồi. Mày. Phê thực sự anh em ạ. Mẹ đánh phải nói là cực kỳ là đá tay luôn á. Sắp tới rồi, chúng ta sắp tới hồi kết rồi. Come on. Lại đây. Lại đây. Chém hết luôn.
Quá hoa điên rồi, mẹ dụng cho điên cho khác. Đâu tới chưa? Nãy giờ là hơi lâu rồi nha. Cái gì đây? Ôi, tôi nghĩ là sắp tới rồi. Gì đây? À, đây rồi. Nó nhỏ xíu vậy thôi à? Sao đến giờ mày vẫn chưa chơi với bố à? Nó nãy giờ là mình đuổi theo. Ôi! What? About fire rồi này. Ăn à, Illager rồi này. Cái gì? Ui. Chết, không được. Đau đấy. Ủa, khoan. Có hơi dễ không vậy? Oh! Shit! Oh! No! Ôi, kinh vậy! Chết rồi, tôi bị lỗi rồi! Ai da! Ôi! Mạnh dữ vậy. Chờ. Xong rồi. Kiếm xịn đi. Còn đúng một chấm máu quá. nhìn máu tôi kìa. Xem nào. Hit a head stealer. Wow, hút máu hả? Ngon nhá. Rồi, vậy là anh em ta lại phá tiếp cây này rồi. Phá cây này xong đổi qua cây xịn mới. Ở đây là hai em. Anh mày hoàn thành hết rồi đó. Anh mày uyển vỡ mồm con anh mày uyển vỡ mồm con ác Illager rồi đó. Cái gì? Ơ? Sao? Rồi sao? Ôi, viên đá sức mạnh nó gặp vấn đề rồi. The Arch Illager. Không kiểm soát được nữa. The enemy of the villagers was defeated. Đã bị đánh bại. À đủ. Hả? Great heroes saved the day and vanquished evil. Khoan, có ba thằng nào ở đấy này? Có mỗi tôi mà. Oh shit. Thanks to you, all was well. Sao lại có bốn thằng? Có mỗi tôi mà. Until it wasn't. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Damn. Hay vãi trưởng các bác ạ. Oh my god, this game. Đi phải siêu phẩm. Cái hòm cuối cùng tôi mở rồi mà nó không ra đồ xịn nữa. New difficult. À, có chế độ chơi mới này. Tức là bây giờ sẽ khó hơn. Kẻ thù sẽ khó bị đánh bại hơn, lại mạnh hơn nữa này. Vậy là hết rồi à? Có hơi hụt hẫng nhỉ? Ồ! Cái tấm đệm này. Đấy. Lúc trước làm gì có tấm này đâu nhỉ? Ờ đúng rồi. Ồ, bay qua chỗ khác luôn này. Ồ. Chỗ nào đây? Ôi, đây là ở ngay nhà tôi nha. Ôi này có đường đi vô này. Wait what? Đây. Ôi có cổng portal. Portal nhưng mà bị thiếu rồi. Bị thiếu obsidian rồi nó không mở. Đấy, sao có đường đi lên này?
Ê. À, có khi nào lăn qua đây không nhỉ? Ui, lại lăn xuống như này luôn. Ê, ê, được, 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 được. Ồ. Oh. Oh. The slice. Oh. Xịn ghê gớm. Rồi lại nhặt được thêm cái cung xịn nữa. Hay ho. Còn cái đường bên này này. Đây này mấy đứa. Ra đây, ra đây. Đi về nào. Mà đi với anh thêm một đoạn đường ngắn nữa là chúng ta phải chia tay nhau rồi. À, à cái cầu này. Vậy là qua được cái cầu này rồi. Wow, thì ra là anh em ta phải chơi xong cái đã. Phải phá đảo cái đã thì mới mở được cái chỗ cầu này này, đi vô này. Ui, có cái sảnh chờ. Sao không mặc qua ai đây? Có rất là nhiều ảnh nha. Như kiểu là gương mặt của nhà phát triển vậy. À, con chó click được luôn này. What? Thì vậy. Ồ, trong này có cái bảng gì đây? Ờ, click được mà không có hiện tượng gì hết. Nó bị thiếu à? Nó bị thiếu cái gì đây? Hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 cái. Nó thiếu mất 9 cái rồi. Ồ, cái gì vậy nhỉ? Vậy là phá đảo xong chúng ta vẫn có khá là nhiều bí ẩn. Mệt ghê. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đã phá đảo xong Minecraft Dungeon. Mình hiện tại đang level 31. Đấy, đồ đạc cũng nhiều phết. Mà mình chỉ muốn tiết xài cái cung này thôi, cây nỏ này thôi, bộ giáp này với lại thanh kiếm xịn nhất. Đây là set đồ mạnh nhất của tôi rồi anh em ạ. Được rồi, mình nghĩ là có lẽ anh em ta sẽ phải chia tay Minecraft Dungeon ở đây thôi. Anh em ta từ một thằng nông dân bình thường mà cho đến một người hùng thực sự. Giải cứu vùng đất Overworld khỏi tay của kẻ tàn ác của là Arch Illager. Một pháp sư bị mê hoặc bởi một quả cầu năng lượng, quả cầu sức mạnh đi. Nó có cầu sức mạnh đi, nghe cho nó gắt. Thì không còn gì để nói nữa anh em ạ. Đây là một trong những cái tựa game hay nhất mà mình từng chơi luôn, Minecraft Dungeon. Và cốt truyện của tựa game này thì nó không có gì đó gọi là quá xuất sắc, nhưng mà cái gameplay với lại cái độ cuốn hút của tựa game này thực sự là rất là tuyệt. Trời tới đầu gọi là hứng tới đấy luôn. Và ngay ở đây chúng ta đang ở trong cái điện sảnh tôn vinh nhà phát triển Minecraft Dungeon. Ấy nè, anh em nhìn xung quanh này, thấy chưa? Được rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ mình chơi Minecraft Dungeon. Cảm ơn những ai đã theo dõi cùng với mình. Từ tập 1 cho đến bây giờ là 4 tập rồi. Chúng ta đã đi tới hồi kết rồi. Và mình thực sự là khuyên anh em nếu có thời gian, hãy thử chơi qua Minecraft Dungeon. Không hối tiếc đâu, tin mình đi. Thôi, tạm biệt Bo, tạm biệt Lada, tạm biệt bé gà nha. Anh Hùng cũng phải đến lúc gọi là gác kiếm thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem. Và hẹn các bạn trong những tựa game, những cuộc phiêu lưu tuyệt vời tiếp theo. Bây giờ mình Dũng Senpai xin chào tạm biệt và chung ngày tuần lành. Bye bye. Oh my god.